sao con không vào xem mắt con gái người ta? Ba mẹ đã hẹn rồi, sao con kỳ vậy? Trước nhà mà để túi nhựa đựng rác là con đánh giá được mức độ văn minh của nhà cổ như thế nào rồi. Con xin lỗi ba mẹ, con không cần xem mắt nữa đâu. Ai cũng thắc mắc là đã vào tình yêu nè, có gì liên quan sao không phải quan tâm. Dạ vậy bạn có nhớ trước khi bị gọi là rác, chúng không có lỗi với bạn hay một tội nào khác. Sao dùng xong là vò nát, xả xuống đường không bị đến cảm giác người khác. Ồ rác có tình yêu đó, chính do tình yêu đó, rác hóa thân thành nhiều hình dáng tô đẹp cho quanh ta muôn màu. Từ quần áo, chiếc nón hay đôi giày, vật dụng tiện lợi giúp ta mỗi ngày, đến những đồ bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Ê ê, anh hùng thời bốn tôi không thấy rác là nhập, tìm cách phân loại và tái chế sử dụng. Người thật việc thật có trái tim yêu thiên nhiên, nên hãy chọn họ mà kết mối lượng duy. Thế giới này đang bị hủy hoại, nhiều người luôn ỷ lại xả rác bừa bãi. Suy đi cũng phải nghĩ lại, vì mọi người thì cũng tốt cho mình. Một mái nhà chung xanh sạch đẹp là